chúng ta xét ra một cái dạng toán khá là hay nó liên quan tới vị trí của các phần tử môi trường trong một cái đỉnh sóng Đấy. thì bây giờ như này trong một đỉnh sóng thì các em biết là khi sóng truyền đi thì vì chúng ta chỉ xét sóng hình sin nên đây là một đỉnh sóng này đúng không và đây là đỉnh âm tức là một cái đáy đúng không đỉnh âm như này và biên dương của nó là a chính là biên độ sóng và biên âm là trừ a đúng chưa và sóng đang truyền theo phương Ox như này thế bây giờ Chúng ta sẽ thấy ngay là khoảng cách từ cái cái đỉnh xuống cái đáy này là bằng lambda trên 2 là một nửa bước sóng lambda trên 2. Như vậy chúng ta thấy ngay là từ cái đỉnh này cho đến cái điểm bằng 0 vị trí cân bằng này nó sẽ là lambda trên 4 đúng không? Và BN bằng lambda trên 4 thì từ B đến N chúng ta chia thành 3 phần thì chúng ta có điểm P ở đây, điểm Q ở đây. Chia thành 3 phần thì chúng ta sẽ thấy là khoảng cách là BP là lambda trên 12, nó sẽ bằng là PQ và bằng QN đều bằng lambda trên 12 hết bởi vì nó bằng lambda trên 4 rồi trên 3, được chưa nào? Và nếu như mà chúng ta không chia 3, chúng ta lấy trung điểm Y ở đây thì chúng ta có điểm Y ở đây. Thì BI sẽ bằng IN và bằng lambda trên 8, đúng chưa nào? Thầy vẽ rất là chính xác. Thì bây giờ các em nhớ cho thầy như này này, không phải giải thích dài dòng gì hết. Là ở đây bằng A thì cái điểm chỗ P này này thì cái vị trí của nó đây đang ứng với lý độ là A căn 3 trên 2, nhớ chưa nào? Còn cái điểm mà Y này là điểm giữa B và N này thì nó sẽ là a căn 2 trên 2. Và điểm này thì ứng với a trên 2 tức là một nửa. Và các cái con số như là căn 3 trên 2, căn 2 trên 2 và 1/2 thì các em thấy là nó quá quen thuộc ở trong lượng giác rồi. Cho nên là thầy đề nghị các em vẽ cái này ra vở và và các em nhớ lấy nó được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ cái dạng này thì vận dụng trong bài tập như thế nào thì thử cái bài này nhé. Một sóng cơ truyền trên dây đàn hồi với biên độ không đổi bằng 8 mm. Tại một thời điểm có hai điểm trên dây nằm cạnh nhau và cùng lệch khỏi vị trí cân bằng là 4 mm. Cùng lệch khỏi vị trí cân bằng chúng ta chưa biết là nó lệch về phía âm hay về phía dương đâu Chính chúng ta sẽ phải xét cả hai trường hợp Khoảng cách trên phương truyền sóng giữa hai điểm này bằng 6cm Đấy. Tính tỷ số của tốc độ dao động cực đại của phần tử dây với tốc độ sóng Tức là tốc độ cực đại của phần tử môi trường Đó là tốc độ dao động mà chia cho cái tốc độ sóng sẽ bằng bao nhiêu Thì bây giờ đây chúng ta có sóng truyền như thế này Và biên độ là bằng 8mm đây Cái dưới này là âm 8 đúng chưa Thì cái chỗ mà cách cái vị trí cân bằng là 4 mm thì chúng ta sẽ có là đây là 4 hoặc là âm 4. hai cái vị trí này đều được cả. Đấy. Thế bây giờ như này, để tính cái tốc độ cực đại của phần tử môi trường là Vmax của nó thì bằng 2 bằng omega a tức là bằng 2 pf nhân a. Đây là chính là tốc độ cực đại của phần tử môi trường đúng không? Thế còn tốc độ sóng thì bằng lambda nhân f thì các em biết rồi. Thì Vmax mà trên V thì chúng ta sẽ có bằng 2 2P... pi FA chia cho lambda F như vậy là bằng 2 PA trên lambda. Như vậy để tính cái tỷ số này chúng ta phải tính ra lambda. Thì để tính lambda chúng ta dựa vào các số liệu thì chúng ta nhìn vào đây nhé. Chẳng hạn như điểm P của các em ở đây là nó đang ở chỗ âm -4 này chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì có hai khả năng, một là điểm Q của các em nó ở đây là cũng là âm -4 thì đều lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 4. Mà nếu mà từ chỗ này âm -4 và chỗ này là âm -4 tức là chỗ này là trừ -a trên 2 thì các em xem lại cái phần là là ở trong một cái đỉnh sóng em thấy là cái khoảng cách giữa hai cái này nó sẽ bằng là 6 và 6 này nó sẽ bằng lambda trên 3. Đúng chưa? Đấy. Khoảng cách này buộc phải là lambda trên 3. Đấy. Bởi vì khoảng cách từ cái từ cái điểm thấp nhất này đến quy này nó sẽ lambda trên 6 trên cái khoảng cách này sẽ là lambda trên 3. Mà ở đây chúng ta biết là cái khoảng cách là lambda trên 3 này nó bằng 6 cm cho nên chúng ta sẽ có ngay lambda bằng 18 cm. Thì bây giờ chúng ta thay lambda vào đây thôi, đúng không? Và a này Nhớ là lambda và a các em quy về cùng đơn vị cm hoặc cùng là m cả nhé. Thì chúng ta sẽ có ngay là vmax trên v bằng 2 pi nhân 0.008 m chia cho 0.18 m bằng 4 pi trên 45. Nhưng mà còn một khả năng nữa, tức là hai điểm PQ nằm về hai phía, một dương một âm thì chúng ta sẽ có PQ ở đây thì Q ở 4 mà P ở âm -4 thì khoảng cách tới vị trí cân bằng vẫn là gì? Là 4. Đấy, đúng không? Và lúc bây giờ chúng ta sẽ có khoảng cách từ P tới Q ở đây nó sẽ bằng vẫn là bằng 6 cm và nó bằng lambda trên 6 soi vào cái hình lúc nãy thầy vẽ thì các em sẽ thấy lambda trên 6 và bằng 6 cm suy ra lambda là bằng 36 cm và lambda bằng 36 lại thay vào đây thì chúng ta sẽ có ngay là về mắc trên v nó sẽ bằng 2 pi trên 0.08 chia cho 0 0,36 bằng 2 pi phần 45 đấy. thầy lưu ý này ban đầu thầy lấy p ở đây và thầy xét điểm q ở đây và điểm q ở đây nhưng các em hoàn toàn có thể lấy điểm p ở đây sau các em xét điểm q ở đây và điểm q bên này và kết quả ra sẽ đều là tương tự và nó sẽ là cái này hoặc cái này Thế còn trong đề thi người ta có thể cho một trong hai cái này thôi và các em phải chọn cái đó, được chưa? Bây giờ sang một bài nữa nhé. Trên một sợi dây có một sóng ngang đang lan truyền. Hai điểm M và N ở trên cùng một phương truyền sóng cách nhau là 3,75 lambda. M N bằng 3,75 lambda. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm khi li độ của phần tử môi trường tại M và N tương ứng là 6mm và âm 8mm. Thì M đang chuyển động theo chiều dương khi m đang chuyển động theo chiều dương thì các em biết là các em sẽ phải cho nó ở nửa dưới của đường tròn đúng không? hướng lên. Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng. Thì ở đây chúng ta sẽ có như này này, MN như này chẳng hạn, đúng chưa? Và delta phi MN nó sẽ bằng 3 lần pi trên 2. Thì chúng ta bỏ cái 3 lambda này, 3 lambda này ứng với 3 lần 2 pi bỏ đi. Thế còn chỉ cái phần đáng kể là 0,75 lambda. 0,75 lambda thì nó sẽ lệch pha nhau là 3 lần pi trên 2. Đấy. Thì như vậy là chúng ta xét cái trường hợp thứ nhất là khi mà sóng truyền từ M tới N Chúng ta hoàn toàn chưa biết sóng truyền hướng nào Chúng ta phải xét Sóng truyền từ M tới N thì điểm M nó sẽ sớm pha là 3 pi trên 2 so với N Đúng không? Cho nên là đây trừ A đây thì chúng ta có điểm M ở đây chẳng hạn Thì cái điểm N nó sẽ trễ pha là 3 pi trên 2 Cho nên là chúng ta phải xoay ngược lại như thế này 3 pi trên 2 thì điểm N ở đây Đúng chưa? Và còn như vậy thì các em thấy là Khi mà M là 6 thì N là 8 Thì ở đây nếu điểm M ở đây là bằng 6, tại sao điểm M ở đây nó phải nằm ở dưới? Bởi vì bài toán cho là điểm M đang chuyển động lên. Như vậy thì M nó ở đây, thì điểm N là vì nó quay trước là một góc là vuông, cho nên chúng ta phải cho N lên đây. Và N lên đây, nếu chúng ta chiếu xuống đây thì cái UN nó sẽ là một số dương. Mà ở đây UN bằng âm 8 như vậy, cái trường hợp này sóng truyền từ M tới N là không ổn. Không đúng theo cái, không phù hợp với điều kiện bài toán, cho nên chúng ta bỏ qua cái trường hợp này. Chúng ta xét đến cái trường hợp khác đó là sóng truyền từ N tới M Đúng chưa? Thế bây giờ nếu N tới M thì N sẽ sớm pha là 3P trên 2 so với M Trên khi vẽ đây thì chúng ta phải vẽ N ở đường này Và điểm M thì dao động trễ pha hơn nhưng chúng ta quay ngược lại 3P trên 2 thì điểm M ở đây Đúng chưa? Và bây giờ tương tự như vậy chúng ta vẫn có điểm M ở đây để cho cái ly độ bằng 6mm và nó đi theo chiều dương Nhưng mà điểm N bây giờ thì chúng ta phải quay theo chiều này Đúng không? Vì N nó sẽ nó sẽ như thế nào nhỉ? N bây giờ là đây M ở đây thì N là chúng ta phải quay ngược lại đây Chúng ta phải quay ngược đây N ở đây Và N ở đây chiếu xuống này là âm 8 là hoàn toàn phù hợp Đúng không em? Vì đây là phía âm chắc chắn rồi Như vậy chúng ta bắt đầu tính cho trường hợp này Thì chúng ta thấy này chẳng hạn chúng ta đặt đây góc alpha Bạn nào không thích có thể đặt góc này beta chẳng hạn Thì alpha ở đây thì chúng ta sẽ thấy là A này mà nhân với cốt alpha thì bằng 8 Nhớ nhá alpha đây là thầy lấy trị tuyệt đối Thầy không tính cái âm dương gì cả Thì chỗ này âm 8 nhưng thực ra khoảng cách đây là 8 A cốt alpha bằng 8 Thế còn alpha đây thì cái a này mà cốt beta này bằng 6 mà cốt beta thì bằng sin alpha thì chúng ta sẽ có a sin alpha này bằng 6. Và từ đây chúng ta tính ngay được là a bằng 10. Cái này đơn giản thôi các em cốt bình phương rồi sin bình thì chúng ta cộng lại chúng ta giải cái hệ này ra được a bằng 10 mm đúng không? Như vậy biên độ là 10 mm và sóng truyền là từ n tới m thì đấy mới là đáp án đúng của bài này.